Ngoài đóng phim và chụp tạp chí thì nhiều mỹ nhân Cbiz còn tham gia hàng loạt show giải trí khác. Tuy nhiên, tham gia show giải trí rất dễ vướng vào hàng loạt drama bởi chỉ cần một khoảnh khắc ứng xử không đâu ra đâu thì có thể bị cộng đồng mạng mỉa mai trong thời gian dài. Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân bị netizen chỉ trích nhiều nhất khi tham gia vào các show giải trí thì phải nhắc ngay đến Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm nữ diễn viên chưa nổi tiếng, cô nàng đã nhận về rổ gạch đá vì tương tác với Lý Thành trên show. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang cố tình có hành động không hay với bạn diễn. Tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một thử thách thôi mọi người ơi. Thế nhưng cho đến hiện tại Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên bị bới móc vì khoảnh khắc này trên show. Bên cạnh đó, nữ hoàng rating cũng bị cư dân mạng chê trách khi đi show vì EQ quá thấp. Nhiều khán giả nhận xét cách nói chuyện của mỹ nhân này không quá tinh tế khi tham gia show giải trí. Đáng chú ý nhất chính là lần cô nàng thẳng thừng nói rằng show giải trí đều là có sắp xếp trước. Tại các show giải trí thì việc có sắp xếp trước là điều hiển nhiên, thế nhưng vạch áo cho người xem lưng như Triệu Lệ Dĩnh quả thật là điều không đúng đắn chút nào. Chưa dừng lại ở đó, mỹ nhân này từng vướng 7.749 ồn ào khi tham gia vào show nhà hàng Trung Hoa. Kể sương sương một vài điều như Triệu Lệ Dĩnh không chịu làm cùng mọi người hay ngoái đũa vào đồ ăn. Sau khi nhận về hàng loạt chê bai khi tham gia show giải trí, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã hạn chế hơn việc đi show. Nếu tham gia một show giải trí nào đó thì cô nàng chỉ nói đúng trọng tâm, nói điều cần nói. Thời điểm hiện tại, mỹ nhân này dường như đã biết cách khắc phục hàng loạt vấn đề trên. Bạch Lộc, có thể nói sau thành công của Trường An Như Cố, tên tuổi của Bạch Lộc phất lên nhanh chóng. Từ đó cho đến nay, mỹ nhân này nhận về hàng loạt tài nguyên thường xuyên góp mặt trong các show giải trí và mới nhất là trở thành thành viên chính thức của Keep Running. Góp mặt trong show này, Bạch Lộc không để ý đến hình tượng của bản thân, cực kỳ lăng xả trong mọi thử thách, biểu hiện cảm xúc rất chân thật, cười hết mức có thể trong các tình huống hài hước. Tuy nhiên, một vài netizen cho rằng dù có là show giải trí, muốn thể hiện hết mình thì nên chừa chút duyên lại. Dù sao cũng là một show nữ, Bạch Lộc lẽ ra cần tiết chế nụ cười của mình hơn thay vì lúc nào cũng toa toét trông khá vô duyên. Mặt khác, có người còn nghi ngờ Bạch Lộc cố tình làm vậy hòng kiếm meme gây chú ý trên mạng xã hội. Ngoài ra, ở mùa 10 này, Bạch Lộc còn bị dân tình chỉ trích việc sao tác couple với Thái Tử Khôn để kiếm fame. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc sao tác này chẳng có gì đáng nói cả. Thế nhưng, do blogger liên tục phao tin đưa dưa cho biết, Bạch Lộc và Thái Tử Khôn sẽ xào couple ở Keep Running thôi. Chứ thực ra, coi show xong thì thấy hai người vẫn tương tác rất bình thường, cũng chẳng có hành động nào là cố tình thân thiết cả. Trương Bích Thần xuất hiện ở Keep Running tập 3. Ngay từ đầu, nhiều khán giả đánh giá không cao về sự xuất hiện của nữ ca sĩ ở show giải trí này bởi vẻ ngoài hiền lành của cô nàng cho thấy cô không thể lanh lợi mưu đồ được như Bạch Lộc, Angela Baby. Hơn nữa, đây là lần đầu tham gia Keep Running, thế nên Trương Bích Thần chắc chắn sẽ có đôi chỗ lạ lẫm chưa thực sự theo kịp các thành viên khác. Bởi thế mà đến phần xé bản tin, Trương Bích Thần bị xoa như chong chóng. Và cũng vì sự ngơ ngác của cô mà đội của Trương Bích Thần thua một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, rất nhiều netizen vẫn để lại lời chê trách vì cô quá ngờ nghệch kéo chân đồng đội. Một số netizen còn nói Trương Bích Thần ba phải không quyết đoán, tin người này một chút, tin người kia một chút, cuối cùng xé sai tất cả. Ngay sau khi thấy phản ứng quá dữ dội từ cộng đồng mạng, Trương Bích Thần đã phải lên tiếng xin lỗi, mong mọi người không tức giận nữa. Đồng thời, cô cũng tuyên bố sau này những show thể loại trinh thám đều sẽ không tham gia. Triệu Anh Tử, sau lùm xùm liên quan đến đậu kiêu thì Triệu Anh Tử mới đây lại bị netizen mắng xối xả vì làm khùng làm điên khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rải Sóng. Cụ thể trong show này, Triệu Anh Tử đã nhận nhầm Asa, Thái Trác Nghiên thành A Kiều, Chung Hân Đồng, làm cho không khí có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó, Triệu Anh Tử đã đăng Weibo xin lỗi cho biết bản thân quá kích động nên nhận sai, thêm nữa vì quá thần tượng stream nên không để ý, khác biệt ngoại hình, cảm thấy họ rất giống nhau. Mọi thứ sẽ không có gì đáng trách nếu Triệu Anh Tử không đăng kèm với tấm ảnh meme khóc của Dương Sư Việt. Bị chê trách quá nhiều nên Triệu Anh Tử liền thay bằng ảnh meme của mình và giải thích do vội nên không nhận ra đó là Dương Sư Việt.